Chào các bạn. Để mình tiếp tục cái lesson của tiếng Anh mà theo cái kiểu mình thích chỉ là mình đọc báo mà mình thấy những cái câu nào mà nó có cái chữ rất là hay mà thường thường học sinh Việt Nam mà học Anh ngữ thì ít có khi nào gặp lắm. Đấy. Thì trong cái tin tức này á, nó có cái câu study grandparents old school parenting putting kid at risk. Cái chữ mình muốn nói là cái chữ old school nghĩa là gì? Thì mình đọc thế mình thấy cái chữ old school là trường cũ, thì mình cũng nghĩ là cái nghĩa nó cũng hơi, nếu như mình suy nghĩ chút xíu thì mình cũng thấy là có gì mà nó xưa phải không? Thì trong đây cái ý nghĩa nó nói là cái cách mà cha mẹ dạy con cái kiểu cũ, kiểu xưa đó, old school là kiểu xưa đó, thì là làm cho có thể cho những con nít nó bị nguy hiểm, không tốt. Đấy. Đó, cái chữ old school này họ dùng nhiều nhiều trong cái câu nói lắm, tại vì người nói cái lối dạy cũ này không có hay thì họ lại nói dùng chữ old school parenting putting kid at risk, thì là cách dạy của cha mẹ xưa đó, kiểu xưa đó thì không có tốt như bây giờ. Đấy. Rồi đây là một chữ của ngày hôm nay, mình hy vọng đọc tiếp tin tức mình thấy có chữ nào lạ thì mình sẽ chỉ tiếp. Xin chào. Xin chào các bạn. Đây là một cái tờ của CNN, nó viết về cái vụ mà đang nóng bỏng ở nước Mỹ này, là cái vụ mà khi bầu cử tụi Nga nó interfere với lại cái bầu cử của Mỹ. Cho nên Điệp viên Mỹ nó đang điều tra là có phải như thật sự thật là như vậy không. Thì hiện giờ cái bà cái bà Sally Yates này đó là bà đang ra làm chứng minh cho trước Quốc hội Mỹ. Thì trong cái bài này nó có cái câu là Sally Yates didn't bring a smoking gun to the latest episode of the long-running political melodrama entwining the White House and Russia. Thì cái chữ mình muốn nói đến là cái chữ smoking gun. Thì smoking gun cái nghĩa nó là không có cái bằng, đem tới cái bằng chứng rõ ràng á, nghĩa là khi bà này bả ra bả làm chứng minh cho trước Quốc hội á, bà có nhiều cái nói nhưng mà không có cái đem ra cái bằng chứng rõ ràng. Smoking gun là thí dụ như mình giết người ta chết đó, mình cầm cái súng mình bắn ta cái bùm cái chết, cái súng nó còn khói thì mình bị bắt gặp là mình là người bắn súng, là cái bằng chứng rõ ràng á, là smoking gun. Thì bà đã chứng minh trước Quốc hội Mỹ thì cũng không có rõ ràng lắm. Vậy đó. Smoking gun là một cái bằng chứng rõ ràng. Xin chào các bạn. Thêm một cái chữ cuối cùng của ngày hôm nay là cái chữ này cũng rất là hay và lạ. Là cái chữ final straw. Final straw, straw là cái ống hút á, là cái một cái cọng rơm. Thì cái câu này nó nói là
We now know more about the final straw that drove Trump to fire Comey. Thì là cái câu, cái tựa đề này nó nói là bây giờ mình biết tại sao cái lý do cuối cùng mà ông Trump ông đuổi ông Comey. Ông Comey là FBI Director, là ông sếp của FBI Mỹ á. Thì cái chữ final straw này là nó từ một cái câu slang. Câu slang nó gọi là it is the last straw that breaks the camel's back. Thì cái nghĩa của nó là the final irritation or problem that stretches one endurance or patience beyond the limit. Thì có nghĩa là một cái gì đó làm cho mình cuối cùng là mình chịu hết nổi rồi đó. Là một cái lý do cuối cùng mà mình chịu đựng hết nổi. Là cái lý do trong câu này nói là một cái lý do cuối cùng mà là ông Trump này ông chịu hết nổi, ông phải đuổi ông Comey. Final straw. It's 4 o'clock. Yeah. Mình cắt nghĩa gì không biết, các bạn có hiểu không? Nghĩa là nôm na là cái câu này nói là ông Trump ông chịu đựng hết nổi, nhưng mà có một cái lý do cuối cùng nữa làm cho ông quyết định như vậy. Final straw là một cái gì đó, một cái lý do, một cái cớ gì đó làm cho mình chịu hết nổi, mình phải quyết định một cái sự kiện gì đó. Ok, thôi xin chào các bạn, hy vọng các bạn thích những cái cách mình chỉ dẫn về tiếng Anh lạ lùng này. Có thích thì cho mình một cái like và subscribe nha. Xin chào, bye bye.